Tại thì điểm bằng 0 thì K ở vị trí số 1. Đối cao vị trí số 2. Ơi lỗi, thì điểm nhỏ 0 thì cao vị trí số 2, nhưng mà tại điểm D bằng 0 thì cao vị trí số 1. C bắt đầu nạp. À, khi mà bật sang vị trí số 1 quá thì mình sẽ thấy là gì? Bật sang vị trí số 1 thì ở đây nó sẽ trở thành cầu phân thế, thì cái điện thế chỗ này nè. À, nó cố định, và khúc đó cái tụ C mình nó sẽ nạp ha. Tụ C nạp thì các bạn sẽ thấy là gì? Khi bật sang vị trí số 1 thì U1 nó sẽ bằng gì? U1 nó sẽ bằng E liền ha. Các bạn thấy khi bật sang vị trí số 1 đó, thì U1 nó sẽ bằng E. À, thì này để tôi vẽ này lại đi cho các bạn thấy rõ ha. Đây là U1. U1 nó bằng E. À, U1 nó bằng E. Rồi tại tại vị trí T0 thì chúng ta sẽ thấy cái U1 bằng E. Cái này bạn bạn tính là cái E Thevenin ha, E Thevenin. À, U1 bằng E, và U2 á thì nó sẽ bằng U2 thì nó sẽ bằng E Thevenin. Đúng rồi đó, U2 nó sẽ bằng E Thevenin này nè, E Thevenin nằm đây. E Thevenin. E Thevenin là điện thế của cầu phân thế chỗ này ha, điện thế của cầu phân thế chỗ này. Được chưa? Điện thế cầu phân thế chỗ này nè. Vậy là chúng ta sẽ có là cái E Thevenin bằng R2 chia R1 cộng R2 nhân cho E lớn. Nè. Cái này bạn bị sai nữa ha. Tại vì cái cầu phân thế tụ điện á, hôm trước chúng ta có nói rồi, cầu phân thế tụ điện á, thì cái ví dụ C1 chia C1 với C2 mà chúng ta lấy C2 thì chúng ta đã cho C1 nằm trên. Còn cầu phân thế điện điện trở á, thì hiện thế giữa hai đầu của điện trở nào thì cái giá trị của điện trở nó sẽ nằm trước. Do đó E Thevenin chỗ này á, nó chính là bằng gì? Nhưng mà chúng ta viết đúng ra nó chính là bằng cái này, nó sẽ bằng là R2 chia R1 cộng R2 nhân cho E đó. Còn nếu như mà tụ điện á thì nó mới là C1 chia C1 cộng C2. Có nghĩa là nếu mà cầu phân thế tụ điện á, thì hiện thế giữa hai đầu tụ này thì sẽ để cái giá trị của tụ con lũ kia nằm ở trên ha. Đó. Thì đây là giá trị chính giữa nè. Rồi. À, đó là tại thời điểm ban đầu, thì chúng ta sẽ thấy là tại thời điểm ban đầu thì chúng ta thấy là U1 nó sẽ bằng bằng E, và U2 nó sẽ bằng giá trị Thevenin chỗ này. Đó. Hay nói khác là U2 là màu xanh ha. Thì lấy màu xanh. U2 bằng giá trị này. U1 nằm trên này là màu đỏ. Được chưa? Rồi. Bây giờ khi T lớn không? Khi T lớn không và nhỏ hơn đâu rồi? Đây. Cái này không 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 thấy cái trường hợp mà khi T lớn không rồi. Cái này cái thấy trường hợp T bằng 0 à. À, trường hợp thứ hai á, là T nó nằm trong khoảng từ 0 à, trong trường hợp là T nằm trong khoảng từ 0 đến 0 đến T0 này, trong khoảng này. T nằm trong khoảng này. Thì khi mà T nằm trong khoảng này á, thì chúng ta sẽ thấy gì? Cái tụ C mình á, nó sẽ nạp điện. Được chưa? Tụ C nạp điện, hay nói khác là ở đây nó cái U1 nó không không có thay đổi, U1 nó sẽ cố định. Nhưng mà khi C nạp điện á, thì cái điện thế của U2 mình sẽ giảm. Tại vì nạp điện thì cái điện thế này nè, nó sẽ đi xuống này. Được chưa? Nó sẽ đẩy cái này đi xuống này. À, có nghĩa là khi C nạp điện thì hiệu điện thế của tụ C này nó thay đổi. Được chưa? À, nó thay đổi. Rồi. Vậy là đầu tiên là xin lỗi các bạn. Lộn rồi bạn ơi. Bộ lộn. Do đặc điểm của tụ C, quên nữa, đặc điểm của tụ C là sao? Mới ban đầu á là tụ chưa nạp điện, do đó cái điện thế của tụ C nó bằng 0, chưa nạp điện thì điện thế của C bằng 0. Mà UC bằng 0 thì U2 nó sẽ bằng trên này luôn. Lộn ha, tôi bị sai chỗ này.
khi mới nạp điện thì U2 nó sẽ bằng trên này luôn nè. Đó, bạn nhớ nha. Khi mà tại thời điểm mà T bật qua đây cái thì U1 nó sẽ bằng U2 luôn, bằng điểm trên này luôn. À, tại vì C chưa nạp điện. Xong sau đó sau một khoảng thời gian á thì cái C nạp điện thì điện thế nó mới giảm. Điện thế UC tăng nhưng mà cái điểm U2 nữa nó giảm xuống. À, tại vì sao? Tại vì UC á thì nó bằng U1 trừ cho U2. Nhớ nha. UC thì bằng U1 trừ cho U2. U1 trừ U2. Mà các bạn sẽ thấy gì? U1 nó cố định nó bằng E. Mà cái này nếu mà như tôi ghi ra là U1 nó sẽ bằng E. Vậy thì U2 mình nằm dưới này. Trừ cho U2. Vậy là khi UC nạp điện thì cái này nạp là hay nói khác là mình viết lại cái biểu thức này thì chúng ta sẽ thấy là U2. U2 thì bằng E. Chuyển U2 qua đây, chuyển UC qua đây, trừ cho UC. Thì chúng ta thấy nếu mà trụ C nạp điện thì chúng ta thấy E mà trừ cho một cái con số tăng. Đúng chưa? UC này nạp điện thì UC này tăng. Mà một cái số nào đó mà trừ cho một số tăng thì cái này nó sẽ giảm. Thì chúng ta thấy nè, UC nạp điện thì nó giảm nè. Đó, giảm. Được chưa? Các bạn thấy nó giảm không? Đó. Khi mà nạp đăng điện đầy á thì cái tụ C này tương đương với mạch hở. Khi mà tụ nạp đầy có nghĩa là tụ nạp đầy nó sẽ tương đương với mạch hở các bạn ha. Nó hở mạch. Thì khi hở mạch thì cái điện thế U2 này nè nó bằng với cái điện thế gọi là điện thế cầu phân thế chỗ này. Vậy là các bạn thấy khi mà T đến tới bằng cái điện thế T0 thì này chưa? Đó. Vậy là khi ở lân cận này chúng ta sẽ có hai điểm là T0 phải không? Cái này T0 trừ. Bên đây là T0 cộng. T0 trừ ứng với trường hợp là tụ nạp đầy nhưng mà K nó chưa có thay đổi. Vì chúng ta sẽ thấy là gì? Khi mà chúng ta bật sang vị trí này á, thì U1 lúc nào nó cũng bằng E hết trơn. Do đó cái màu đỏ này chúng ta vẫn giữ đây, tới đây. Đó. Vậy chúng ta sẽ có này là U1. Màu đỏ này là U1 nè. Còn màu xanh là U2. Rồi. Vậy các bạn nắm tới đây ha. Có nghĩa là khi mà K ở vị trí số 1 tại điểm T bằng 0 thì cả hai điểm này nó giống nhau do cái tụ C mình chưa nạp điện. Do đó UC nó bằng 0, do đó điểm U2 này nó dính với điểm trên này. Nhưng mà khi sau một khoảng thời gian thì các bạn thấy cái tụ C nạp điện thì đầu trên nó không thay đổi mà đầu dưới nó thay đổi, có nghĩa là UC thì bằng U1 trừ U2. Đó. Mà U1 thì bằng E trừ bằng E, U2 thì bằng U2. À, thì từ đây chúng ta sẽ thấy siga là U2 nó sẽ bằng E trừ cho UC. Và chúng ta thấy tụ nạp điện là UC tăng vậy chúng ta sẽ thấy U2 nó sẽ giảm, và đương nhiên nó giảm như thế này. Và khi nạp đầy có nghĩa là tụ này xem như đứt ra. Đó. Tụ nạp đầy thì xem như nó bị đứt ra. Thì cái U2 lúc này á nó tương đương với cái điện thế giữa hai đầu điện trở R2 trong cái mạch này, nó chính là cầu phân thế tụ điện bằng R2 chia R1 cộng R2 nhân E. Được chưa? À. Rồi, bây giờ tới đây người ta sẽ tới T0 cộng á các bạn. T0 cộng bên đây cộng ha. Tới điểm T0 cộng có nghĩa là thời điểm tại T nhưng mà cái K này nó chuyển sang vị trí số 2. Khi K chuyển sang vị trí số 2 thì chúng ta sẽ thấy U1 bằng gì? U1 nó đang bằng E, bây giờ bấm một cái nó sẽ rớt xuống bằng gì? Bằng 0. Đó, chúng ta thấy chỗ này ha. U1 đang bằng E nè, bấm cái nó rớt xuống. Rớt xuống nhiêu? Bấm cái nè, từ U1 là điện thế từ đây xuống đây nè. Khi đó các bạn thấy U1 bấm xuống đây thì U1 sẽ rớt xuống 0. U1 rớt thẳng xuống 0 luôn. Được chưa? Đó, U1 rớt xuống 0 chỗ này. Rồi U2 mình sao? Thì chỗ này chúng ta biện luận chút xíu chúng ta mới suy ra được U2. Thì chúng ta thấy hiện giờ nè, UC thì nó sẽ bằng U1 trừ cho U2. Được chưa? Mà UC lúc này nó nạp được một điện thế là nó nạp đầy, có nghĩa là điện thế giữa hai đầu của này nó chính là bằng gì? Hiệu điện thế giữa hai đầu của tụ của điện trở R1 nó chính là bằng gì? Bằng R1 chia cho R1 cộng R2
nhân cho E. Đó, đó là điện thế giữa hàng đầu của cái tụ điện nó UC bằng này. Mà chúng ta thấy khi mà chúng ta bấm cái K này, bấm vị trí 2, có nghĩa là chúng ta cho U1 bằng 0, đúng chưa? Thì từ đây chúng ta cho U1 khi K này, K mà chuyển sang vị trí 2 tương đương với cái chuyện là chúng ta sẽ cho là U1 bằng 0, được chưa? Mà khi U1 bằng 0 thì chúng ta thấy U2 bằng gì? Thế như này chúng ta sẽ suy ra U2 chuyển qua đây và U1 chuyển qua đây thì chúng ta thấy là U2 bằng gì? U2 nó sẽ bằng chuyển qua đây bằng U1, U1 bằng 0 rồi, U1 bằng 0 rồi bằng như này. Vậy là U2 nó bằng trừ bằng trừ R1 chia cho R1 cộng cho R2 nhân cho E. Đó, được chưa? Vậy là U2 là cái màu xanh này các bạn, nó sẽ giảm rồi, nó có dấu trừ nè các bạn, nó có dấu trừ nè ha. Do đó nó trừ cái điện thế này, có nghĩa là từ cái giá trị này nó giảm một cái phật xuống, nó sẽ giảm xuống điện thế âm. Và giá trị cái điện thế âm này, nếu mà chúng ta xét cái giá trị điểm ngay chỗ này nè, nó chính là bằng giá trị là R1 chia cho, nếu mà chúng ta chiếu vô đây thì nó chính là bằng R1 chia cho R1 cộng R2 nhân cho E. Nếu mà chúng ta vẽ cái đồ thị này xuống ha, nếu mà chúng ta vẽ chụp đồ thị xuống thì chúng ta thấy đó chính là cái điểm này, được chưa? Đó, rồi bạn thấy chưa? Đó, cái chỗ này là cái chỗ mà quyết định đó, cái chỗ này là chỗ quyết định cái hoạt động của mạch điện đó. Có nghĩa là chúng ta sẽ khi mà đoán hóa ca thì chúng ta thấy cái điểm chỗ này nè, nó đi đâu, nó đi xuống đây là 0V nè, thì chúng ta cho nó bằng 0V, được chưa? Đó, bằng 0V chỗ này đó, thì từ đây chúng ta suy ra U2. Vì U2 các bạn thấy nó bị âm không, bị âm nè, nó rất là âm nè. Và chúng ta sẽ thấy là gì, U1 thì nó khi rớt xuống 0 rồi thì U2 nó rớt xuống âm và khi mà ở trong này chúng ta thấy là lúc này các bạn sẽ thấy cái tụ điện của mình nằm trong cái bạch kính khi U2 nó xuống âm rồi thì khi bấm này á thì cái tụ khi đó các bạn sẽ thấy gì, UR1 với R2 nó song song nhau, được chưa? Và lúc này cái tụ nó sẽ nằm trong bạch kính là tụ C với R1 với R2 song song. Vậy các bạn thấy là cái tụ C này sẽ phóng điện qua cái R1 song song R2, thì chúng ta thấy khi đó các bạn sẽ thấy cái đường này nè, hiệu điện thế khi đó cái U1 thì nó không có thay đổi rồi. Bây giờ chúng ta thấy cái U2 nó thay đổi, U2 là hiệu điện thế giữa cái hai đầu của tụ này, mà khi nó nạp qua cái, nó phóng điện qua cái R1 với R2 song song thế này sẽ, nó sẽ giảm gì, và cuối cùng nó sẽ giảm dần về không vậy nè, nó phóng điện nè. Này là trường hợp là tụ C này, đường này là C phóng điện, C phóng điện. Phóng điện. Qua R1 song song với R2. À, tại sao? Tại vì á khi mà chúng ta nhấn này á thì cái khi đó là hai cái điện trở R1 R2 song song nha. Và khi đó cái tụ của mình giống như cái nguồn vậy đó, lúc này nó đã tích được một điện thế là gì? Tích điện thế là nè. Tích điện thế này. Vì khi đó nó có một cái điện thế này trong cái mạch kính này, lúc đó chúng ta thấy mạch RC này nó là mạch kính, thì khi đó nó phóng điện qua đây, phóng điện thì hồi nó sẽ giảm gì không? Thì đây là đáp ứng của cái mạch RC. Đây là đáp ứng của cái mạch này. Các bạn thấy U2 thì đầu tiên nó nhảy lên, xong cho nó giảm về điện thế này, xong khi chúng ta chuyển trạng thái thì nó sẽ rớt xuống âm cái, và sau đó nó sẽ trở về chứ gì không vậy này. Được chưa? Thì đó là cái đáp ứng của cái bài này. Rồi, qua bài này thì các bạn có cái gì cần hỏi, cần thắc mắc gì không? Được chưa bạn? Nắm được không? Có ai không hiểu chỗ nào không?
Rồi được chưa? Rồi cái nội dung này ổn chưa các bạn? Cần giải thêm bài tập không? Vì đối với bạn bạn Quốc Sang hồi nãy á, thì cái mạch của mình làm cũng cũng ok rồi đó ha. Là ok, nhưng mà lúc này hình như là cái U1 của mình hơi bị sai đó bạn. U1 thì khi mình nhấn nó phải xuống không mới đúng nha. Xuống không mới đúng chứ không phải xuống đây. Tức là nó xuống không thì mới đúng. Rồi cần làm bài nào nữa không? Bây giờ tôi sẽ làm thêm bài này nữa ha. Bài này thì nó đây đi, cái bài này nè. Đây. Bài này thì chúng ta sẽ có hai cái, có một cái ca. Cái ca. Cái ca này. À, cũng tương tự như nãy, ở thời điểm t bằng 0 á thì k chưa có ấn, nên xin lỗi k nhỏ hơn 0 á, thì k chưa có ấn, thì khi đó các bạn sẽ thấy là cái tụ C này nè, do nó nằm trong mạch kính này chắc chắn nó sẽ chưa nạp điện, do đó điện thế ban đầu nó bằng 0, được chưa? Hay nói khác là hai bản cực này dính lại với nhau, chúng ta phải nhớ đặc điểm của tụ điện thì chúng ta mới làm được nha. Rồi bây giờ chúng ta thử giải thích cái mạch này, chúng ta xem coi nó ra được dạng gì ha. Thì ở đây tôi hướng dẫn cho các bạn làm thôi ha, rồi các bạn sẽ về nhà các bạn thực hiện thử. Rồi đối với mạch này các bạn, thì chúng ta sẽ có U1 là nằm chỗ này nè. U1 đây ha. Đây là U2. U2 nằm đây. Đây là đường E. Ví dụ tôi vẽ cái đồ thị vô chỗ này đi. Thì tôi vẽ chỗ này. Rồi. Bây giờ mình giả sử tại thời điểm t bằng 0 á là k chưa ấn. Thời điểm t bằng 0 k chưa ấn và tụ cũng chưa có nạp điện, vì là hai điểm này dính với nhau. Và người ta kêu mình vẽ là cái tại cái U U1 và U2. U1 U2. Thì thực ra cái U lúc nào nó cũng bằng E hết rồi, do đó chúng ta không có để là để vẽ U làm gì. Được chưa? Tại vì U nó dính với E nè. Và trong trường hợp đầu tiên là tại thời điểm t bằng 0. T nhỏ không chứ, xin lỗi, T nhỏ không trước ha. Chúng ta sẽ phân ra một số cái điểm T nhỏ không trước. Trong trường hợp T nhỏ không này K chưa ấn. K chưa ấn. Bây giờ để về làm gì vậy cho dễ đi. K chưa ấn là K bằng 0 đi. Đó, K ấn là bằng 1 chứ hàng gì. Thì trong trường hợp này tụ chưa nạp điện, do đó cái UC mình bằng 0. Được chưa? UC bằng 0. Vậy khi mà UC bằng 0, vậy là U1, U2 bằng mấy các bạn? U1 bằng U2. Bằng nhiêu? Theo bạn thì U1 bằng U2 bằng nhiêu? Khi mà K chưa ấn và tụ C chưa nạp điện thì U1 với U2 nó bằng nhiêu? U1 bằng U2 bằng nhiêu bạn? Đâu giờ tôi hỏi thử nha, bạn nắm được hả? Rồi bạn Lê Thanh Nhàn kìa, có nhàn đây không? Alo. Có bạn nhàn không bạn?
không có trả lời ha. À, bạn Nam Lộc các bạn. Bạn có bạn Lộc không? Dạ có thầy ơi. À, đâu bạn cho tôi biết coi U1 với U2 nó hiện giờ khi mà ca chưa ấn tụ chưa nạp điện thì U1 với U2 bằng bằng nhau rồi đó, tại vì chưa nạp điện thì hai này dính nhau. Thì vậy thì nó bằng nhiêu, bằng giá trị nhiêu? Theo em thì bằng giá trị nhiêu? Bằng không nữa này. Sao bằng không? Rồi. Này là bằng bằng e thôi. À, bằng e chứ sao bằng không? Tại vì sao không là phải nằm dưới này, do này nó không có, do hai này dính lại với nhau và không có dòng điện luôn, vậy thì hai điện trở này xem như không, vậy nó sẽ dính dưới đây, nó sẽ bằng bằng e, được chưa? À, vậy là ban đầu các bạn sẽ thấy là U1 với U2 nó sẽ bằng e, được chưa? Rồi cảm ơn bạn. Vì U1 với U2 nó sẽ bằng e. À, thì tôi chấm hay U1 với U2 nó chung với đây luôn. 1 với U2 nó sẽ bằng E luôn. Trước đó chứ, xin lỗi, trước đó. Rồi bây giờ khi K ấn thì sao? Ví dụ tại thời điểm T bằng 0, K ấn có nghĩa là tôi chia K bằng 1. K bằng 1 là K ấn. Vậy trong trường hợp này thì U1 bằng U2 bằng nhiêu? Bằng nhiêu bạn? Khi K ấn thì U1 bằng U2 bằng nhiêu? Bằng U2 không? Khi K ấn thì U1 bằng U2 không? Đâu bạn? Bạn Ngọc Vy kìa. Ngọc Vy có đây không? Nguyễn Ngọc Vy nè. Quy không có hả? Có tên thì không có hả? Rồi bạn Sơn Võ Thế kìa. Chỉ biết kìa. Khi mà tại điểm đèn không thì ca ấn thì U1 có bằng U2 không và bằng nhiêu? Kêu không ai trả lời chứ chưa, buồn thiệt chứ. Rồi bạn Gia Khôi ra, Nguyễn Gia Khôi ra. Rồi đó em cho tôi biết coi cái U1 và U2 bằng nhiêu. Rồi mở mít không được thì trả lời trong chat này thử ra bằng nhiêu. Rồi cái này mà không không biết nữa thì sao? Rồi U1 bằng 0 và U2 bằng nhiêu em? Cái này thì mình rất là đơn giản nha, thì bấm vô thì chắc chắn đây là 0V. Không quên thì bấm vô thì U1 nó sẽ bằng 0. Và tụ C thì sao? Do C nó chưa nạp điện ban đầu thì hai này cũng dính nhau luôn, thì U2 nó cũng sẽ bằng 0 luôn, thì cuối cùng mình sẽ có bằng 0V, được chưa? Vậy hay nói khác là tại thời điểm K
t bằng 0 thì khi mình bấm vào á, thì u1 và u2 đều bằng 0 volt hết, được chưa? Hay nói khác, tại thời điểm ban đầu thì trước đó thì nó là bằng 1, nhưng mà sau đó thì nó sẽ bằng, khi tại thời điểm này bấm thì nó sẽ bằng 0 volt, được chưa? Rồi tiếp theo là khi mà t nó nằm trong khoảng nó lớn hơn 0 và nó nhỏ hơn t0, trong trường hợp này k nó vẫn còn đóng, có nghĩa là k nó vẫn bằng 1, thì khi đó chúng ta thấy gì? Lúc này chúng ta sẽ thấy cái tụ á, khi k này bằng 0 này nè, ở đây trừ nè, cái tụ này cộng nè, thì khi lúc đó chúng ta thấy u1 nó vẫn bằng 0 và cái tụ C này sẽ nạp điện. Tụ C nạp điện thì đây là mạch RC nữa các bạn, R2 với C. Vì tụ C nạp điện thì cái U2 mình sẽ tăng lên. Đây là mạch RC thì tụ C nạp điện, các bạn thấy điện thế nó sẽ tăng lên. À, vậy thì chỗ này chúng ta sẽ thấy gì? Chúng ta sẽ thấy là U1 vẫn bằng 0. Được chưa? U1 vẫn bằng 0. Và U2, U2 gì? U2 nó sẽ tăng. U2 bằng UC và tăng, được chưa? À, do tụ nạp điện, tụ nạp. Được chưa? Tụ nạp điện thì nó sẽ tăng lên. Hay nói khác chỗ này nè, các bạn sẽ thấy nè, các bạn sẽ thấy cái tụ nó sẽ nạp điện, nạp điện và nó nạp lên tới điện thế gì? Tới điện thế E, nó nạp điện như này. Ví dụ như tới thời điểm này gọi là thời điểm T0 đi chẳng hạn gì. Chỗ này được gọi là T0. Thì tại T0 này chúng ta sẽ có hai cái lân cận ha. Là T0 trừ và T0 cộng. Rồi. Với cái T0 trừ T0 cộng thì bây giờ chúng ta sẽ xét nè, xét cái thời điểm là T bằng T0 cộng, T bằng T0 trừ chứ. T0 trừ là tụ nạp đầy, tụ nạp đầy và cái K nó vẫn đóng. Tụ nạp đầy là đặc điểm sao? Tụ nạp đầy là cái trường hợp là cái điện thế của tụ bằng điện thế ngoài, và lúc đó chúng ta xem như là cái tụ nó bị hở ra. Vì lúc đó chúng ta sẽ thấy gì? U1 này, U1 vẫn bằng 0, đúng chưa? Và U2, U2 mình bằng gì? U2 mình sẽ bằng UC, UC, và lúc này UC nó sẽ bằng E. Có nghĩa là tại thời điểm này, UC sẽ bằng E, được chưa? Thì tới đây thì có nghĩa là chúng ta sẽ xác định cái giá trị của cái mạch này, được chưa? Tiếp theo thì khi tới thời điểm là gì? T0 cộng, T bằng T0 cộng, được chưa? T0 cộng thì lúc này K hở, K bằng 0 là K hở, được chưa? Lúc này chúng ta mở K này ra. Khi chúng ta mở K này ra thì chuyện gì xảy ra? Khi chúng ta mở K này ra chuyện gì xảy ra? Lúc chúng ta mở K này ra chuyện gì xảy ra mà? Lúc chúng ta mở ra chuyện gì xảy ra các bạn? Khi mà chúng ta mở K này ra thì cái U1 nó bằng bao nhiêu? U1 bằng E. Sao U1 bằng E? Tại vì hiện giờ cái tụ này mình để ý nè, cái tụ này hiện giờ khi mình tại thời điểm T này á, mình sẽ thấy cái U1 bằng UC bằng E. Vậy chúng ta thấy cái tụ lúc này nó tích điện thế đây là bằng E nè. Đó, tụ lúc này nó tích được điện thế là U0C bằng E, nó gọi là U0C.
hay nói khác là nó đạt được một điện thế là UC bằng E, và đầu này cộng đầu này trừ nè, được chưa? Thì tại thời điểm mà chúng ta hở ra, tại thời điểm mà chúng ta hở ra thì chúng ta sẽ thấy cái U1 mình sao, U1 mình sao. Và các bạn thấy tưởng tượng giống như là chỗ này chúng ta có một cái, chỗ này chúng ta có một cái bình, cái bình mà chỗ này là bây giờ chúng ta là đây thì điện thế là U1 với U2 này nó sẽ bằng E. U1 trừ U1 bằng E. Khi này á, chúng ta sẽ có là U1 bằng U2 bằng E. Nhưng mà khi chúng ta mở cái này ra thì cái U1 này, cái bình này nó vẫn còn trữ đó các bạn. Cái bình này nó vẫn còn trữ đó. Vậy thì các bạn sẽ thấy cái U1 này nè. Cái U1 này nếu mà so với mát á, nếu mà chúng ta so với mát á, khi mà chúng mở ra thì cái U1 này so với mát thì sao? Trừ E. Hả? Trừ E, trừ E. Sao trừ E được? Khi mình mở cái này ra, khi mình mở cái này ra thì khi đó có dòng chạy qua đây không các bạn? Hả? Mở này ra có dòng chạy qua không? Và khi đó cái dòng này có không? Ví dụ mình tưởng tượng cái dòng này là dòng Y đi. Dòng Y trên mạch chính đi, được chưa? Và khi mình bình thường nếu mình đóng này á thì nó sẽ có cái dòng trong mạch chính này. Có dòng trong mạch chính này, và khi đó cái tụ này nó nạp được một cái điện thế rồi, và lúc đó cái dòng này nó vẫn còn tồn tại. Khi chúng ta mở ra thì cái dòng này bằng mấy? Ba. Mấy các bạn? Bằng không. Phải không? Đúng không? Phải dòng này bằng không không? Cái dòng này bằng không có nghĩa là cái dòng này nó sẽ không còn đi qua này nữa. Và lúc đó cái U1 bình bằng nhiêu? U1 bằng nhiêu bạn? Đúng không? Bằng nhiêu? Ồ. Cái này cũng cũng hấp dẫn nha. Này y nếu như mà bình thường mình nhấn lại thì có cái dòng chạy qua đây, lúc nào cũng có dòng duy trì chạy qua đây hết, là dòng khác không. Nhưng mà mình buông ra cái thì dòng này cho mình mất đứt ra, thì cái U1 là hiện thế giữa hai đầu này. Hiện thế chỗ này có nghĩa là hiện thế giữa hai đầu cái R này, mà hiện thế giữa hai đầu R này hay nó khác là cái gì? Mình sẽ thấy nè, U1 này chính là hiệu điện thế giữa điểm này với điểm này, được chưa? Mà khi mình đóng á, thì nó sẽ bằng không. Nhưng mà khi mình hở ra thì hiện sao? Thì nếu mình sử dụng định lực Kirchhoff nè, mình sử dụng định lực Kirchhoff thì mình thấy E này, làm từ từ các bạn ha. E thì nó sẽ bằng cái gì? Bằng hiệu điện thế giữa hai đầu này cộng hiệu điện thế này. Hiệu điện thế giữa hai đầu này chính là bằng R1 nhân cho Y cộng cho U1, được chưa? Mà lúc này U1 nó bằng nhiêu? Ủa, Y nó bằng không. Vậy là suy đó, suy ra U1 bằng nhiêu các bạn? U1 nó sẽ bằng E, được chưa? Giống như nãy bạn nãy nói đó, giống như nãy bạn nói, nhưng mà mình phải giải thích nó ra gì, được chưa? Nói có sách với mắt có chứng, được chưa? Vậy thì chỗ này chúng ta sẽ thấy khi mà chúng ta vừa mở cái ca gan cái thì cái U1 nó sẽ bằng E. Cái gì U2 nó bằng gì? Đúng không bạn? U2 bằng gì? Thì chúng ta thấy nè, UC bằng U2 trừ cho U1. U2 trừ cho U1 bằng gì? Bằng E. Tại vì cái này là điện thế mà cái tụ nó nạp được, bằng U0C
này nên để bằng u không c, có nghĩa là bằng bằng e, có nghĩa là điện thế mà cái tụ nạp được. Mà trong trường hợp này chúng ta thấy u một nó bằng e rồi, vậy u hai nó bằng cái gì? Thì từ đây chúng ta sẽ thấy là u một nó bằng e, thế vô đây thì chúng ta sẽ có u hai nó bằng gì các bạn? U hai nó sẽ bằng e cộng cho u một, thì nó sẽ bằng nhiêu các bạn? À, ở đây chúng ta sẽ nhìn trong gà thôi, chúng ta sẽ sử dụng thức này. U1 lúc này nó sẽ bằng e, vì e cộng là bằng 2e. À, các bạn thấy chỗ này nha, đặc biệt ha. Vậy là u2 lúc này là nó sẽ bằng 2e, có nghĩa là nó sẽ nhảy lên tuốt bên trên này. Đó. Nó sẽ nhảy lên tuốt bên trên này luôn. Ở đây là bằng e nữa. Là bằng 2e. Tức là 1e cộng là nhảy lên tuốt trên này. Đó. Có nghĩa là cái u2 của mình á, cái đường này nè các bạn, cái đường màu đỏ này chính là u2. Còn đường màu xanh, tôi vẽ cái đường màu xanh, cái đường u1. U1 mới bắt đầu nó bằng 0. Nha. Nó sẽ chạy bằng 0 hoài luôn tới đây. Khi mình ấy thì nó sẽ nhảy lên e nè. Còn kia nó nhảy lên 2e. Rồi. Tiếp theo đó thì chúng ta sẽ thấy gì? À, hồi nữa tôi mô phỏng cho bạn xem thử coi nó đúng không ạ. Khi mà t mà lớn hơn, khi t lớn hơn t0 á, t0 cộng á. Thầy ơi, mới đầu k bằng 0 là u1 bằng e luôn mà thầy. Sao em? Mới đầu là k bằng 0 là u1 bằng u2 nó bằng e luôn mà thầy. Mới đầu t bằng 0 phải không? Nè. Dạ. Tại t bằng 0 á là mình bấm cái này lại rồi u1 nó bằng 0 rồi. Trước đó nó mới bằng e em. Trước đó có nghĩa là khi k này chưa ấn. Vậy mình vẽ hình là mình vẽ cái từ khúc t bằng 0 hay là t nhỏ? Đúng rồi, t bằng 0. Dạ. Cái này là mình dùng để mình xác nhận thời điểm ban đầu đó thôi, nhưng mà mình vẽ là mình vẽ cái trạng thái này. Khi mà t lớn hơn t0 á thì k vẫn hở, k sẽ bằng 0. Được chưa? K bằng 0. Có nghĩa là k vẫn hở. Thì trong trường hợp này các bạn thấy cái tụ C nằm trong mạch kính nè, thì cái tụ nó phóng điện như này nè. C nằm trong mạch kính, vậy là C sẽ phóng điện qua R1, qua R2. À. Vì các bạn thấy khi C phóng điện qua R1, qua R2 thì các bạn sẽ thấy cái thằng U1 á thì nó không thay đổi, nhưng mà U2 á thì nó sẽ do nó vượt lên 2e nè. À, do đó cái U2 mình sẽ giảm. Nó phóng điện thì cái điện thế này sẽ giảm. Giảm thì giảm về gì? Giảm về bằng e. Được chưa? Thì chúng ta thấy là trong trường hợp này chúng ta thấy cái điện thế này nè, nó sẽ giảm xuống. Giảm về bằng 0. Và cái này nó vẫn giữ gì luôn. Cuối cùng á là U1 và U2 trở về trạng thái ban đầu, có nghĩa là trở về trạng thái là U1 và U2 bằng E. Đây là trạng thái thường trực của nó. Được chưa? Khi mình nhấn K xuống thì nó sẽ bằng 0 và sau đó nó cứ nạp lên và nó trạng thái như thế này. Được chưa? Thì đây là cái trong trường hợp này thì chúng ta sẽ thấy là nếu T lớn hơn 0 á thì cái U1 vẫn bằng E. U1 vẫn bằng E. Và U2 U2 bằng UC giảm do cái tụ phóng điện. Tụ phóng điện. Phóng điện. Và cái này giảm dần vậy đó. Nó sẽ giảm dần về E. Thì đó là cái đối với cái trường hợp của mạch này. Đấy, các bạn thấy không? Đó. Khi chúng ta phân tích thì chúng ta phải lưu ý là chúng ta xem coi cái điện thế, cái trạng thái của tụ điện nó như thế nào. Chủ yếu đây chúng ta dựa vào trạng thái của tụ điện cũng như trạng thái của mạch điện. Được chưa? Đó, vì cái bài này nó như thế đó.
nói chung những cái bài mạch này nó hơi phức tạp, các bạn phải xem, các bạn phải phải nghiên cứu cái cách đó. Khi các bạn nắm được cái đặc điểm của nó thì chúng ta sẽ biết cách chúng ta giải thích. Bây giờ các bạn thử, bây giờ tôi sẽ mô phỏng thử cái mạch này coi coi nó phải nó ra cái dạng giống này không ha. Các bạn thấy ở đây nó có một cái gì đó, nó điện thế nó tự nhiên E, nhưng mà ở đây nó có một cái gai nó tăng lên tới 2 E à. Bây giờ tôi sẽ mô phỏng thử coi nó ra đúng gì không ha. Bây giờ tôi sẽ sử dụng thằng Multisim nè. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ lấy một cái hai cái điện trở. Một cái điện trở. Ba cái điện trở. Một con tụ. Tụ có cực đi hả? Tụ có cực. Rồi. Một cái phím ấn. Cái switch. Switch đây. Đây phím ấn nè. Mình lấy cái put button đây nè. Cái put này. Cái put đi. Rồi cái put. Rồi cái put button đây ha. Mình put ngay chỗ này. Rồi mình lấy cái nguồn. Cái nguồn sụp nè các bạn. Các bạn sẽ lấy cái nguồn DC bố qua sụp nè. DC. Cái này là mình push, là mình nhấn cái mình buông ra ha. Rồi bây giờ điện thế mình sẽ lấy ra tại ủa đúng không ta, đúng cái mạch đó không? Ô không vì là nó không có cái điện trở này, không có điện trở này đó, vậy thôi. Vậy chúng ta sẽ vẽ, chúng ta cho điện trở này nó to to lên chút xíu đi, cho nó chạy nó 5 kg đi, cho nó chậm chậm để chúng ta dễ quan sát. 5 kg. Cái này chúng ta cho 10 micro đi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quan sát, chúng ta lấy oscilloscope ra nè, chúng ta sẽ quan sát cái này là mát nữa các bạn. Chúng ta sẽ quan sát cái thứ nhất là tại U1 này, U2 này. Cái này là U1, U2. U1 chúng ta cho màu xanh ha. Cho màu xanh. Rồi U2 là chúng ta cho màu đỏ. Rồi, được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta chạy thử ha. Đây chúng ta cho điện thế là 5V thôi. Rồi, được chưa? Đúng như cái mạch của mình ha. Rồi
Rồi giờ chúng ta chạy thử ha. Cái quỷ này thường cái này chúng ta sẽ mắc vào một cái gì á. Để tôi lấy con điện trợ. Cái này thường nó hay báo lỗi. Nếu mình bỏ trống hai chân này thường nó bị báo lỗi gì mà. À, vậy thì nó không báo lỗi. Trong trường hợp này các bạn sẽ thấy cái tụ nó là bình thường rồi, các bạn thấy nó thử nhanh quá mà. Đó, bây giờ mình thử nha. Đó, bây giờ các bạn thấy nó sẽ trở về trạng thái hai cái đường màu xanh với màu đỏ nó trùng nhau rồi đó, nó trùng nhau vậy đó. Được chưa? Bây giờ tôi sẽ cho cái biên độ này nó tăng lên chút xíu. Nè. Ồ. À, các bạn thấy bình thường là hai cái này nó trùng lại gì nhỉ? À, tức là màu xanh màu đỏ nó trùng lại nhau. Bây giờ khi mà tôi bấm và tôi giữ, bấm và giữ. Nào bây giờ để cho nó qua đây tôi bấm tôi giữ thì các bạn thấy ha. Đó, bấm thì các bạn thấy nó tăng lên nè. Và khi đạt trạng thái thường trực. Đó. Tôi buông ra thì các bạn sẽ thấy nó đi tuốt lên trên này. Để tôi cho nó trở lại chút xíu. Rồi bây giờ tôi cho nó bằng nhau phải không? Rồi bây giờ này. Này. Đó. Khi đạt trạng thái thường trực có nghĩa là cái đường màu đỏ này nó lên tới cái đường màu xanh đó thì mới đạt trạng thái thường trực đó. Rồi khi đó chúng ta buông ra cái đó thì các bạn thấy nó ra dạng như này. Thì các bạn thấy cái đồ thị của mình nè. Rồi chưa, để cho nó đạt trạng thái này đi rồi bắt đầu mình sẽ xem lại ha. Rồi. Chỗ này các bạn sẽ thấy cái chỗ này. Chỗ này nãy mình mô tả chưa có đúng. Khi mà nó đạt trạng thái điện trực thì khi mình buông ra thì cái thằng U1 của các bạn xin lỗi. Cái thằng U2 á, khi mình buông ra thì ngay thời điểm mình buông ra thì cái điện thế này nó không có đẩy lên bằng E được, mà khi mình buông ra rồi á thì trong này nè, cái dòng này nó sẽ có cái dòng điện trong này. Thực ra cái điểm trong này nó bằng không nhưng mà trong này nó sẽ có dòng điện, do đó nó sẽ không có đẩy lên bằng E liền, nó sẽ không đẩy lên được bằng E mà là nó sẽ có một cái điện thế nào đó, nó không bằng E này các bạn. Nhưng mà cái giá trị từ cái hiệu điện thế giữa hai đầu cái tụ điện á, nó vẫn đảm bảo cái đoạn này nè. Cái bài này nói chung nó hơi khó tí ha. Có nghĩa là khi chúng ta buông ra thì ngay khi chúng ta buông ra thì thực ra cái dòng Y này không có nè. Nhưng mà trong này nè, trong này lúc này là nó có cái dòng trong đây. Lúc này cái dòng bên ngoài này nè. Cái dòng này không có nhưng mà nó có cái dòng này nè các bạn. Có cái dòng điện chạy trong đây. Do cái dòng điện chạy trong đây có nghĩa là cái dòng này chính là cái dòng mà cái dòng mà của cái tụ nó phóng các bạn. Khi buông ra thì cái tụ này nó phóng điện qua đây liền. Do đó cái điểm này nó không thể nào nó bằng E được mà nó sẽ bằng cái điện thế chỗ này. Trừ cho điện thế chỗ này. Thì lúc đó cái R1 này nó có điện thế, do đó cái điểm từ điểm này là E nè. Chỗ này là E nè. Nhưng mà cái điểm này do nó có cái dòng điện, do đó cái điện thế chỗ này nó không phải là bằng chỗ E này mà nó bằng cái điện thế E này trừ cho cái dòng điện trong này. Thì nó khác trừ cho cái dòng điện của cái tụ này phóng qua đây. Do nó mới giảm xuống một cái lượng, các bạn thấy nó có giảm xuống một cái lượng. Ha,
nó không thể nào bằng e được mà nó giảm một lượng này, thì nó khác e trừ một cái lượng này đó. Và cái điện thế chỗ này thì nó cũng sẽ bằng cái giá trị của thằng e, ha, bằng giá trị của thằng e này trừ chân này, do đó nó sẽ nâng lên một chút xíu này. Và sau một khoảng thời gian thì các bạn thấy thằng này nó phóng điện thì cái điện thế này nó sẽ giảm xuống, và cái điện này nó sẽ tăng lên, cái này nó sẽ tăng lên, có nghĩa là cái dòng này qua nhỏ lên, cái dòng này nó giảm, cái dòng này giảm có nghĩa là điện thế qua R này nó giảm, sau một khoảng thời gian thì nó mới bằng E lên ha, chứ nó không bằng E liền. Thì đây là cái trạng thái của cái mạch điện này. Nói chung đây là cái bài, nói chung nó cũng khá là hơi gút mắt ha. Do đó thường chúng ta làm mà chúng ta để chúng ta xua cái trạng thái của nó thì chúng ta nên mô phỏng, như chúng ta thấy được chưa. Đây là trạng thái ban đầu của nó, hai cái nó bằng E, đây là trường hợp bằng E, được chưa. Khi chúng ta nhấn xuống cái thì cái U1 nè nó sẽ bằng không, nó giữ nè. Khi chúng ta giữ cái K này á, thì U1 nó giữ bằng không, và cái thằng này nó sẽ tăng do cái tụ C nó đạt qua R2 nó sẽ tăng lên. Và khi chúng ta buông ra thì do cái dòng này nó có cái dòng điện trong đây, dòng điện là cái dòng phóng của cái tụ điện, thì chúng ta thấy cái điện thế chỗ này với chỗ này nó khác, tại vì trong này nó có một cái dòng điện Y rồi đó, Y0 rồi đó, dòng điện Y0 này. Dòng điện Y0 này nó làm cho cái điện thế chỗ này, dòng điện Y0 này mới động nó lớn, xong sau đó nó nhỏ, tại vì cái tụ này nó phóng mà. Y0, ví dụ như Y0 nếu như trong mạch RC này á thì Y0 nó sẽ bằng gì? Y0 nó sẽ bằng là E nhân cho E mũ trừ alpha T. Đó. Với alpha bằng gì? Alpha bằng 1 trên tô. Và cái tô thời hằng phóng trong trường hợp này nó chính là bằng R1 cộng R2 nhân C. Đó. Đó chính là thời hạn phóng. Thì các bạn thấy cái đây là hàm mũ giảm, do đó sau một khoảng thời gian thì cái này nó giảm do điện thế giữa hai đầu này nó giảm, tại vì U1 lúc này nó bằng gì. Hồi nãy chúng ta thấy cái công thức á, là nếu mà xét gì cái vòng điện thế này á, thì chúng ta thấy E nó sẽ bằng gì, E nó sẽ bằng là E nó sẽ bằng điện hiện thế này bằng R1 nhân cho Y không cộng cho U1. Vì từ đây chúng ta sẽ thấy là U1 nó sẽ bằng gì, bằng E U1 đây là E chuyển cho qua trừ cho R1 nhân Y không. Do đó các bạn thấy chỉ khi nào cái Y0 này bằng 0 thì cái V này nó bằng E. Nhưng mà khi chúng ta vừa mở ra thì có cái dòng của tụ nó phóng liền, do đó cái Y0 lúc này là nó cực đại, nó lớn. Chỉ các bạn thấy cái lượng E trừ chỗ này nó sẽ rớt xuống chỗ này, nó rớt xuống điểm chỗ này, được chưa. Cái giá trị này mình không biết nó là bằng bao nhiêu, có nghĩa là giá trị đó cực đại thì cũng có thể tính được đó. Giá trị này là lúc đó nó bằng E, vậy là cái dòng Y0 lúc này nó chính bằng E chia R1 cộng R2. Lúc đó là E chia R1 cộng R2, đúng rồi. Khi không E chia R1 cộng R2 chứ này R1 cộng R2 nữa cộng R2 đó, do nó nói tiếp qua này. Vậy là khi mà điểm T bằng 0 á, có nghĩa là vừa mở ra thì cái này bằng 0, là biên độ cực đại của nó E chia R1 cộng R2. Vậy là các bạn thấy nó chính là bằng E trừ cho R1 nhân cho E chia R1 cộng R2, thì chúng ta biến đổi lên thì chúng ta sẽ có nó hạ xuống giá trị chỗ này, và lúc đó chúng ta cũng có thể tính được cái chỗ này giá trị này, được chưa. Và sau khoảng thời gian thì chúng ta sẽ thấy nó cái này nó tăng lên do Y0 này tăng này. Xin lỗi, cái Y0 này giảm chứ, Y0 này giảm, mấy không này giảm thì cái nguyên biểu thức bên này giảm, Y0 giảm có nghĩa là một số chữ này giảm thì cái này nó sẽ tăng, được chưa.
nó sẽ tăng. Tăng tới khi nào? Tăng tới khi giảm bằng hồi này nó giảm gì bằng không, thì cuối cùng này tăng lên tới e đó, thì các bạn thấy tăng lên e. Thì tương tự thằng này cũng vậy, thằng này mới ban đầu nó sẽ tăng lên tuốt trên và xong sau đó nó sẽ giảm, à, giảm giảm tỷ lệ như này, tại vì giữa u1 cộng u2 này thì nó sẽ bằng u1 trừ u2 bằng e, mà e nó giảm hồi thì hai này bằng lại với nhau. Hai chúng ta thấy nè, u2 mà trừ u1, u2 trừ u1 bằng e, đó là hiệu liên thế giữa hai đầu cái tụ, hay nói khác bằng uc, à, xin lỗi này bằng uc chứ. Uct mà nếu như mà uc giảm á, uc giảm á, thì cái hiệu này nó cũng sẽ giảm theo. Mà các bạn thấy cái u1 này nó sẽ, và này giảm một hồi nó sẽ về bằng cái gì, giảm một hồi nó sẽ về bằng không, tại vì nó phóng hết điện. Vậy lúc đó u1 bằng u2, lúc đó u1 bằng u2 và nó sẽ bằng e. À, tại vì u1 hồi nó bằng e nè, thì u1 bằng u2 thì cái này bằng uc, mà uc giảm về bằng không, vậy thì u1 bằng u1 bằng u2, mà u1 nó bằng e, vậy u2 nó cũng bằng e luôn, vậy cuối cùng nó sẽ giảm về e. Đó, thì đó là đặc điểm của cái mạch này, được chưa? Thì đó là một số cái thông tin về những cái bài tập này ha. Thì tốt nhất những bài tập trong phần này thì các bạn giải, mà các bạn để đảm bảo là mình giải đúng á, thì mình nên mô phỏng. Ví dụ như còn một số bài tập này thì chắc có lẽ sau buổi này thì tôi sẽ cho các bạn làm cũng như mô phỏng những cái bài tập này trên cái Multisim. À, được chưa? Rồi, trong phần này các bạn có cái gì muốn làm gì ở chỗ này, chúng ta có thể khi t bằng t không cộng à, tôi có thể điều chỉnh chỗ này chút xíu nha các bạn, cho nó chính xác là này, tôi điều chỉnh chỗ này lại tí ha. Vậy là khi mà t bằng t không cộng, có nghĩa là tại t bằng không đó, khi mà chúng này hở này ra, thì khi đó chúng ta sẽ thấy là u e, thì chúng này có u1 nó sẽ bằng e trừ cho r1 như y không, và ngay tại thời điểm này y không chính bằng gì, y không nó chính là bằng là e chia cho r1 cộng r2. À, nói vậy suy ra mình thế này vô thì cuối cùng chúng ta sẽ có được u1, nó sẽ bằng, nếu mà thế vô thì bằng là nhân lên thì nó bằng r2 chia r1 cộng r2. Nhân e. Rồi, bây giờ để tìm r2 thì chúng ta thấy là u2 trừ u1, u2 trừ u1 thì bằng u0c bằng e. Thì từ đây mình có thể suy ra được là u2 bằng e cộng chu 1, phải không? À, u2 trừ u1 bằng e, vậy là mình chuyển qua đây u1 đó. Vì u1 lúc này nó bằng này, vì mình thế số vô thì mình sẽ suy ra là thế vô là bằng, nó bằng e, cái này nó không bằng e. Hồi nãy mình nói nó bằng 2e nhưng mà nó không không đúng các bạn, nó không phải bằng 2e ha, nó chính là bằng u2. Vậy là u2 nó sẽ bằng là, nếu mà e cộng chu 1, u1 bằng này e, vậy nên chúng ta sẽ có là 2 lần r2 cộng r1, 2 lần r2 cộng r1
chia cho R1 cộng R2 nhân cho E. Vậy nó sẽ tăng lên một chút thôi à, tăng lên một chút thôi. Thì chúng ta có thể sửa là chỗ này tí xíu ha. À, tôi sửa chỗ này tí nha bạn, cho nó chính xác rồi. Vậy chúng ta sẽ, nó sẽ tăng lên một cái lượng à. Giá trị chỗ này chính là U2. U2 lúc này bằng giá trị này nè. Còn U1, U1 lúc này nó sẽ đẩy xuống này. Đó, U1 nè. U1 giá trị này chính là bằng là R2 chia R1 cộng R2. Nhân cho E. Được chưa? Đó. Rồi. À, tiếp theo thì khi mà chỉnh này lại một tí. Rồi. Vậy là khi mà t lớn hơn t không cộng á thì chúng ta sẽ thấy là tụ C sẽ phóng điện. À, tụ C chúng ta sẽ thấy tụ C. Tụ C phóng qua qua R1, R cộng R2 làm cho dòng điện IT này Y0 này giảm ha. Thì khi Y0 giảm á, thì các bạn thấy dựa vào đây chúng ta thấy khi Y0 giảm thì U1 Y0 giảm thì kéo theo U1 mình sẽ tăng. U1 nó sẽ tăng. U1 tăng thì kéo theo là U1 tăng. U1 tăng tới E ha. Tăng tiến tới E. Còn U2, U2, U2 giảm và cuối cùng cũng tiến tới E luôn. Rồi vậy chúng ta có thể vẽ này. Đây này nó sẽ giảm dần về. Giảm dần về đây. Và cái này nó cũng sẽ tăng lên và dần về về E để nó đạt trạng thái ổn định. Ok, thì cái mạch này chúng ta giải theo cái dạng này thì nó mới chính xác ha. Rồi đó, thì cái mạch nó như thế thì nó mới chính xác. Thôi được chưa? Mình làm mấy bài tập này mình cũng gần hết thời gian rồi à, thôi chúng ta tạm dừng đây ha. Một lát nữa tôi sẽ, trong tuần này tôi sẽ cho các bạn bài tập để các bạn về các bạn làm củng cố cái phần này. À, tuần sau chúng ta sẽ còn một nội dung nữa, đó là đáp ứng của mạch RC khi tụ đã nạp trước một điện thế U0C. Đó là trường hợp thực tế của tụ điện. Và xong sau đó chúng ta sẽ qua cái phần mạch dao động ha. Cái phần đáp ứng của mạch điện khi tụ đã nạp trước một điện thế U0C đó chính là cái nội dung khá quan trọng. Nó là cơ sở để chúng ta sẽ đi phần phía sau. Rồi ok, thôi chắc hôm nay chúng ta dừng đây ha. Rồi các bạn chờ tôi làm danh sách điểm danh.